Công an Thừa Thiên Huế ngày 10 tháng 2 cho biết đã phá thành công chuyên án tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bắt giữ 3 đối tượng. Trước đó, vào ngày 28 tháng 1, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, ban chuyên án triển khai lực lượng song song tại hai địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Khánh Hòa, vây bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng công an bắt quả tang Phan Thị Chuân, sinh năm 1974, ngụ xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang sử dụng xe ô tô vận chuyển đối tượng Li Zikai, sinh năm 1984, quốc tịch Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đồng thời, tại tỉnh Khánh Hòa, một mũi công tác khác của lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức bắt giữ, khám xét nơi ở của hai đối tượng là Hà Văn Quốc Trọng, sinh năm 1992, ngụ tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, và Phan Ngọc Tuyên, sinh năm 1994, ngụ tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Từ tháng 11 năm 2020 đến khi bị bắt giữ, bằng phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi là sau khi nhận người từ Trung Quốc, họ tách nhỏ các đối tượng và chia nhiều chặng đường khác nhau, dùng ô tô có biển số của địa phương hoặc vùng lân cận để đưa đón người, trang bị giấy chứng minh nhân dân giả, có đối tượng được người Việt Nam đi kèm. Tất cả đều có xe đi trước cảnh giới và theo dõi quá trình làm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông để tìm cách đối phó qua mặt các lực lượng chức năng trên tuyến đường. Với phương thức thủ đoạn trên, nhóm người này đã tổ chức trót lọt nhiều đợt vận chuyển người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ngoài những hoạt động liên quan đến vi phạm nghiêm trọng pháp luật, thì các đối tượng đã gây ra một hậu quả xấu cho đào tạo thành một gánh nặng cho các gia đình và cho cả xã hội liên quan đến toàn dân đang tập trung cho phục vụ phòng chống COVID-19. Trước mắt thì theo đề nghị của chúng tôi thì cần phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trên các phương tiện thông tin đại chúng về những hành vi, những thủ đoạn và những phương thức hoạt động mới của các đối tượng này. Vấn đề thứ hai là toàn thể nhân dân cần phải có cái đồng thái đoàn kết và khai báo đầy đủ những cái thông tin qua những cái trang truyền thông của Ủy ban dân tỉnh Thừa Thiên Huế và có cái sự động viên của các lực lượng cảnh sát tại cơ sở. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra, phát hiện.